Đi theo cái gì đến với chị hết. Ăn đi. Ăn không? Chị ăn với Bi nhé. Đi theo cái gì đến với chị hết. Ăn đậu phụ à? Ăn đậu phụ à? Thì chị nấu cho Bi ăn nhé. Bi ngồi ăn cái này nhé. Nào, chị đấy nấu cho Bi ăn nhé. Ui, mời tủ lạnh nó chưa đóng này. Bi ngồi ăn ở đây nhá, chị lấy cà chua chị nấu cho Bi ăn nhé. Cà chua nấu cho Bi ăn nhé. Nằm đây ngồi. Ngồi đây. Chị nấu cho Bi ăn nhé. Bi ra đây ngồi đi. Đó, ngồi đấy đi. Ngồi đấy nhé. Ngồi đi. Ngồi đây chờ chị nhé. Ngồi qua ăn nhé. Ngồi đi. Đi ngồi qua ăn đây nhá, để chị cho cà chua vào đun nhá. Đấy cho chị nhé. Cắt cục nhé. Nè, đi ngồi ăn đi. Nào. Nào, ngồi lên, ngồi lên. Sắp xong rồi, chờ xíu nhé. Đậu chín rồi, chị lấy ra cho Bi ăn nhé. chín là chị bé mới đi ăn nhé. Mình đi thằng Hàn ăn nhé. À, chị Bình ngồi đây nhá, ngồi đây nhá. Ngồi qua đây chờ chị nhá. Chị lấy đĩa ra. Đĩa của Bi đây. Lấy đậu cho Bi ăn nhé. Làm chị thổi đã, chị thổi đã. Ngon không? Cắt miếng nữa nhé. Nè, chị Cúc đi ăn tiếp nhé. Cắt nhỏ ra cho Bi ăn nhé. Ngon không? Có nóng không? Bị nóng không? Ăn đi. Ngon không? Chị ăn với Bi nhá. Ngon không? Ăn giỏi rồi bố về bố mua quà cho nhá. Chị xúc cho Bi ăn nốt nhé. Nè, ăn nốt đi. Không ăn nữa à? Thế chị cắt, chị lấy sữa cho Bi uống nhé. Đúng không? Chị lấy sữa cho Bi uống nhé. Đồ ngon không? Rồi uống giỏi quá nhỉ. Uống xong chị lăn mồm cho ra rồi đi chơi nhé. Uống nốt. Bi cho uống nốt nhé. À, Bi uống nốt thì chị cắt cho nhá. Hết rồi. À, chị cắt nhá. À, chị lau miệng cho Bi. Chơi nhá. Ngồi đây chơi nhá, chị cắt đồ nhá.